Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020. Và quay trở lại với màn hình nhỏ thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập thờ gỗ gỗ có kích thước là chân 22. Chiếc sập thờ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Tuấn ở tại Việt Yên, Bắc Giang. Và trước khi chúng tôi bàn giao cho gia đình thì tôi có quay lại một video clip hình ảnh sản phẩm để gửi tới anh và gia đình có thể xem trước được cái bộ đồ thờ của nhà mình. Chiếc sập thờ này thì là chúng tôi làm theo lối đục là mẫu mai điểu và có kích thước là 2m17 là chiều ngang, cao 1m17 và sâu 1m07. Toàn bộ là chúng tôi sử dụng là 100% là chất liệu gỗ gụ. Đây trước mặt quý vị là tổng thành của bộ sập thờ đây. Sập thờ rất là hoành tráng cũng như là khi kê vào phòng thờ và đi vào chi tiết hơn thì cái phần dạ này chúng tôi là được đục chạm thủ công là hoàn toàn bằng tay. Chính giữa là có rơi ngậm chữ thọ cũng như là hai bên là chim hoa thì chúng ta gọi là sập thờ mai điểu hay còn gọi là sập thờ cây. Và toàn bộ cái đường nét chi tiết thì quý vị thấy được là đục chạm rất là sắc nét. Hiện tại thì chúng tôi mới chỉ gá tạm thôi, vẫn chưa lắp ra hoàn chỉnh. Là cái phần mộng quý vị có thấy là nó vẫn còn khe hở. Khi chúng tôi lắp hoàn chỉnh thì là sẽ bắt ốc vào thì nó sẽ kín. Đây ở cổ là có đục rồng trầu cuốn thư cũng như là những cái đường cổ ngấn này chúng tôi tách này, rất là đều, tách thủ công nhưng mà rất là đều. Còn cái phần cổ này là đục chạm là CNC, giữa là cuốn thư, nó vân gỗ rất là đẹp. Đây là cái phần một góc máy nghiêng của chiếc sập thờ. Quý vị có thấy là rất là đồ sộ cũng như là cực kỳ là chắc chắn và bệ vệ khi kê vào không gian phòng thờ. Phần chân này chúng tôi là chân 22 nhé. 22 chúng tôi xẻ 22 và đục chạm mẫu chân cây. Đó, đây là phần đốc đây. Phần đốc đây. Phần ván mặt này là mặt hai lá nhé. Mặt rất là đẹp thưa quý vị. Mặt rất là đẹp và đều. Tôi quay sang phần hông bên phải. Hiện tại là tôi quay ánh sáng buổi chiều, nó hơi nắng. Còn cái phần khe hở kia thì là do chúng tôi vẫn chưa lắp ráp hoàn chỉnh. Chúng tôi mới chỉ để tạm để sơn thôi. Đây là phần hông bên phải. Đó. Đây một góc nghiêng khác của chiếc sập thờ. Thì ở video hiện tại chúng tôi đang quay trực tiếp tại xưởng của chúng tôi. Đó, quý vị thì có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại trên màn hình là 0987 510 806. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sập thờ này ở tại website đồgỗtùng8.com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của bộ sản phẩm. Đây phía bên trong này là xưởng sản xuất của chúng tôi đây. Đã có rất nhiều bàn ghế cũng như là các bộ sập khác. Rất là nhiều hàng. Đây chỉ là một góc xưởng thôi. Còn xưởng tôi thì còn sâu và rộng ở bên phía bên ngoài nữa cơ. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.